đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Nhã Phương tung bộ ảnh cưới đẹp xuất thần kỷ niệm một năm kết hôn. Nữ diễn viên khiến cho người hâm mộ tròn xoe mắt khi thấy được những khung ảnh cô diện váy cưới cực long lanh. Nhân dịp trong một năm kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương đã thực hiện ngay một bộ ảnh kỷ niệm trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Nhã Phương xinh đẹp trong chiếc váy cưới lung linh. Mới đây nhất, nữ diễn viên tuổi thanh xuân và ekip đã chia sẻ trọn bộ ảnh cưới mới nhất mà cô vừa thực hiện. Theo đó, đây là những khung ảnh kỷ niệm đánh dấu cột mốc Nhã Phương đã là gái có chồng được một năm. Vào ngày 25 tháng 9, 2018, cô đã nhận được rất nhiều lời khen khi diện những chiếc váy cưới lộng lẫy và đến hôm nay cô lại tiếp tục chọn cho mình trang phục đặc biệt để chụp ảnh. Nhã Phương trở nên sexy gợi cảm hơn trong chiếc đầm cắt khéo táo bạo. Đến showin lấp lánh, bà mẹ một con khoe vẻ đẹp quyến rũ bắt mắt khán giả từ cái nhìn đầu tiên. Những chiếc váy cưới đều do nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện. Anh cũng là người từng đảm nhận trang phục cho vợ chồng cô trong ngày trọng đại một năm trước. Kể từ sau khi kết hôn, nhan sắc Nhã Phương ngày càng thăng hạng. Không nói ngoa, khi diện mạo của cô diện váy cưới ở thời điểm này còn xinh đẹp hơn cả khi cô đám cưới chính thức vào năm ngoái. Trên trang cá nhân, vợ Trường Giang cũng chia sẻ, người anh nói sắp đến kỷ niệm một năm bé lên xe bông, nên ảnh mừng cho bộ hình và clip xương xương nha. Bé xem xong bé rớt nước mắt vì ảnh luôn làm cho bé trở thành nàng công chúa bé nhỏ, dù giờ bé đã là mẹ bỉm rồi. Có lẽ 9-10 khó cũng ngất ngay khi chiêm ngưỡng bộ ảnh này. Việc phụ nữ có xinh đẹp sau hôn lễ hay không phần nhiều cũng phụ thuộc vào người đàn ông. Trường Giang yêu chiều vợ nên việc người phụ nữ của anh rạng ngời hơn mỗi ngày là điều hiển nhiên. Vợ Trường Giang giảm hẳn 15kg sau khi sinh con đầu lòng. Nữ diễn viên và ông xã đều giấu kín mọi thông tin từ khi cô mang thai cho đến lúc sinh em bé. Mãi đến thời gian gần đây thì chính cô mới xác nhận mình lên chức mẹ, hạ sinh con đầu lòng cho ông xã. Nhã Phương tiết lộ mình đã phải giảm hẳn 15kg sau thời gian ở ẩn. Việc giảm cân đối với cô khá khó khăn khi ở chung nhà với người thích nấu ăn và ép vợ ăn như Trường Giang. Tuy nhiên, cô luôn đặt quyết tâm cao để được quay trở lại với công việc ở một diện mạo xinh đẹp nhất. Nhã Phương kêu ca, từ ngày về chung nhà Trường Giang làm tươi hư, Nhã Phương cô rất hào hứng mỗi khi nhắc đến người chồng chăm chút vợ, lo lắng từng bữa ăn. Có ai như chồng tôi không, từ ngày hai đứa về chung một nhà thì mỗi bữa ăn đều do chính tay ảnh nấu, riết làm tươi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa vì thấy không đâu ngon bằng ảnh nấu. Bởi người ta nói đâu sai, phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa mà.